Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, Đảng bộ huyện Sơn Hà đã tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 239 đảng viên chính thức đại diện cho hơn 2.400 đảng viên của Đảng bộ huyện Sơn Hà. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Sơn Hà đã tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ đột phá về phát triển nông nghiệp, đô thị và giáo dục đào tạo. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 22 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 30,6%. Tổng vốn đầu tư cho đề án phát triển đô thị trên địa bàn huyện trong 5 năm qua hơn 322 tỷ đồng. Đến nay, thị trấn Chi Lăng đã đạt được 30 trên 49 tiêu chí của đô thị loại 5. Mạng lưới trường lớp học trên địa bàn huyện đã được mở rộng đến các thôn xóm. Sơn Hà cũng là huyện miền núi đầu tiên của Quảng Ngãi hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,3% năm 2011 xuống còn 24% năm 2015, vượt 6% chỉ tiêu tỉnh giao và chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 22. Tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm đều tăng lên so với nhiệm kỳ trước. Bình quân hàng năm có 50,6% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Sơn Hà xác định hai nhiệm vụ đột phá và hai nhiệm vụ trọng tâm sát với thực tế và nguồn nhân lực của địa phương. Trong đó, huyện sẽ tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư của trung ương, của tỉnh, lồng ghép các chương trình dự án để đầu tư phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Di Lăng đạt đô thị loại 5 và một số tiêu chí của đô thị loại 4 vào năm 2020. Tiếp tục mở rộng nâng cấp mạng lưới trường lớp học, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Sơn Hà nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 9,6% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4 đến 5% một năm. Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, hàng năm đạt từ 52% trở lên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã biểu dương những thành tựu của Đảng bộ huyện Sơn Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đó là nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt so với nghị quyết đề ra, chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế của địa phương, chất lượng giáo dục y tế chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chưa cao, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước còn bất cập, công tác mặt trận đoàn thể chưa được phát huy đúng mức. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân, xác định biện pháp khắc phục để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến. Sơn Hà là huyện miền núi, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó lâm nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo của huyện. Vì vậy, phải tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của huyện, phát triển trồng trọt, chăn nuôi phải gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hình thành vùng chuyên canh tập trung, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giao đất, giao rừng, kết hợp trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác hợp lý, chú trọng trồng cây bản địa, tăng tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích phát triển kinh tế rừng, kinh tế trang trại theo mô hình nông lâm kết hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, từng bước cải thiện đời sống cho nông dân. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trước hết là hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị, nông thôn mới. Sơn Hà là huyện có vị trí quan trọng là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội khu phía Tây của tỉnh. Vì vậy, huyện cần phải bố trí nguồn lực để đầu tư phát triển thị trấn Di Lăng có cơ cấu kinh tế là dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp đến năm 2020 đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại 4. Trên cơ sở các cụm công nghiệp đã được phê duyệt, huyện cần nỗ lực và phối hợp với các ngành của tỉnh tập trung đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
quan tâm phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều lao động, ngành nghề truyền thống để giải quyết việc làm cho nhân dân, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, có giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thu hút bác sĩ về công tác tại các xã vùng sâu vùng xa, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc nâng cao dân trí và đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào, huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nhất là thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn nhân dân kiến thức sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ quyền vững chắc, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc. Chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ rừng và phòng chống tội phạm. Chú trọng xây dựng đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng chính quyền thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ở các cơ quan hành chính và ở xã phường thị trấn, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra công vụ và nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tính kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của huyện trong nhiệm kỳ đến. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chú trọng công tác dân vận, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận và đoàn thể, hướng về cơ sở, tham gia hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23. Trong chiều nay, đại hội đã bầu 42 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành đảng bộ huyện cũng đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Ngày mai, đại hội đại biểu đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ 23 tiếp tục làm việc để bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội 12 của đảng và dự thảo báo cáo chính trị khóa 18 trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19. Thảo luận thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020 và ra mắt ban chấp hành khóa mới. Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, sáng nay, đại hội đại biểu đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020 bước vào ngày làm việc cuối cùng và tiến hành bế mạc. Sáng nay, đại hội đã công bố kết quả bầu ban chấp hành đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 42 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên của ban chấp hành, đã bầu 12 đồng chí vào ban thường vụ huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đặng Ngọc Dũng được tiếp tục bầu giữ chức bí thư huyện ủy Sơn Hà, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành cũng đã bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Cũng tại đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020.
Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã thảo luận và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội 12 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị khóa 18 trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19. Đồng thời thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng bộ huyện Sơn Hà xác định hai nhiệm vụ đột phá và hai nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững gắn với phát triển kinh tế rừng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, thực hiện có hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở cơ sở, là hai nhiệm vụ đột phá. Phấn đấu đến năm 2020, Sơn Hà có kinh tế xã hội phát triển khá trong các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Phát biểu bế mạc đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Huyện ủy Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, để nghị quyết của đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội thật nghiêm túc, thiết thực, đạt kết quả cao ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Toàn thể đảng bộ, quân và dân trong huyện tăng cường đoàn kết hơn nữa, đồng tâm nhất trí, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã đề ra. Dưới sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng tinh thần đoàn kết khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.